Giới thiệu với anh Hoàng Mập, đây là bác sĩ Vương Khánh Long, bàn tay vàng trong phẫu thuật thẩm mỹ năm 2006 và năm 2013. Em nói bác sĩ là vui lắm đây. Hiện tại thì bác sĩ Long đang là giám đốc của Viện Phẫu thuật Thẩm mỹ bác sĩ Long. Dạ thưa bác sĩ, hồi nãy thì Thơ gặp anh Hoàng, phát hiện ra là bữa nay anh Hoàng tăng thêm 18kg. Hồi nãy trước khi gặp bác sĩ thì em thấy là trong phòng mạch của mình có một cái cân, là cái cân đó là 120kg, mà anh Quảng leo lên là nó mất hút luôn, nó quay mấy vòng em cũng không biết nữa, có một vòng mốt à, khoảng 130 thôi. Tí nữa kiểm tra coi có bị gãy kim không. Thấy chưa khai chi rồi bác sĩ giúp đền kim tôi nữa. Dạ bác sĩ ơi, anh Hoàng Mập có chia sẻ là trước đây khi mà mới tăng cân, tại vì hồi trước là cái tướng của ảnh là cũng cỡ bác thôi. Dạ chứ không có như vậy đâu. Mà bây giờ sao càng ngày nó càng tăng ký vậy đó, không biết là bác có cách nào để mà giúp ảnh cải thiện tình hình không bác? Nhưng mà trước tiên là mình phải biết là cái quá trình nó làm sao rồi mình mới có ý kiến tư vấn được chứ. Dạ. Nói chung là bây giờ em cũng ăn được, ngủ được, nói chung là vô tư. Dạ. Trước đó thì chín mấy có ăn kiêng, xong lên trăm mấy ăn kiêng lên trăm hai ăn kiêng lên 130 và quyết định không ăn kiêng nữa. Dạ là lúc kim luôn. Dạ. Một cái quá trình mà chúng ta giảm cân đó thì thực sự đây là một cái quá trình chiến đấu gian khổ. Chiến đấu với cái bao tử của mình. Và nó cũng phải có cái phương pháp đúng thì chúng ta mới thực hiện được. Thí dụ như một cái bạn nào đó bị tăng cân, bị dư mỡ, thì cái việc đầu tiên á là chúng ta kiểm soát cái cân nặng bằng cách là chúng ta tiết chế chế độ ăn, đồng thời chúng ta phải có cái tập luyện thể thao rồi các thứ để nó tiêu hao bớt cái năng lượng đi, và kèm theo nữa, nếu tốt nữa là có cái sự hướng dẫn của giới chuyên môn, và cụ thể là bác sĩ về dinh dưỡng chẳng hạn. Và khi mà chúng ta thực hiện đúng á thì đa phần là nó sẽ có kết quả tốt. Nhưng mà chắc có lẽ là anh Hoàng đây khó khăn trong cái chuyện chiến đấu với bao tử của mình quá. Và lại thí dụ như chúng ta tự thực hiện đó thì nó khó là bởi vì chúng ta không có một cái quá trình. Và lại mỗi người lại có một cái điều kiện, có hoàn cảnh riêng. Có thể là trong quá trình đi diễn rồi đi tour, đi show gì đó thì rất là khó để mà chúng ta tuân thủ theo một cái chế độ nào đó đặc biệt. Thí dụ như lúc trước có người chỉ là sau 12 giờ trưa trở về chiều là không ăn tinh bột, nghĩa là ăn trái cây, ăn thoải mái trái cây thì Hoàng có thể sống được 2 ngày thôi. Tại vì buổi tối là phải đi diễn, buổi chiều phải đi quay, mà tối nó rất là đói, nó rất là mệt. Thật ra thì đúng á, ban đầu thì mình cũng đoán là do cái điều kiện sinh hoạt rồi làm việc nó cũng ảnh hưởng đến cái chuyện mà mình có theo đuổi được cái lịch trình hay không. Nhiều bệnh nhân nói là bác sĩ thì nói hay lắm, bác sĩ nói là sau 12 giờ không được ăn, rồi ăn ít thôi, ăn rau nhiều vô, ăn tinh bột ít đi. Thì bác sĩ thì nói như vậy nhưng mà có khi bác sĩ cũng chưa chắc thực hiện được. Thì cái điều đó đúng, người ta nói đúng. Thì đây là một cái quá trình mà ban đầu mình đã nói là quá trình mà chiến đấu. Mà phải nói là chiến đấu gian khổ nữa. Cho nên là thật ra thì không phải ai cũng thành công. Có những trường hợp thành công, nhưng mà có một số trường hợp thì do cái tác động này khác thì cũng không thành công được. Tuy nhiên, mặc dù có thể là chúng ta không có thành công trong cái biện pháp này thì chúng ta cũng không bó tay, tức là chúng ta sẽ tìm kiếm biện pháp khác. Trong cái y khoa tiến bộ của y học ngày nay, nhất là y khoa về thẩm mỹ, thì có những cái biện pháp khác để chúng ta kiểm soát. Sẵn qua đây là một cái trường hợp mà tương đối điển hình. Điển hình cho những cái ca mà chế độ ăn kiêng cũng như luyện tập thất bại. Cái lượng mỡ tích tụ trong người nhiều, mà nhiều nhất là ở vùng bụng. Để giảm ngay tức thì trong vòng 3 tiếng 5 tiếng hoặc là 1-2 ngày, giảm một cái lượng mỡ có thể lên đến 8 lít. 8 lít như vậy thì chúng ta tương đương thôi, tức là mỡ nó nhẹ hơn nước thì chúng ta nghĩ là có thể giảm đến 8 kg. Trong vòng một ngày thì cái kỹ thuật này không có gì ngoài khác, cũng không có lạ đối với tất cả các bạn xem đài cũng như đối với anh Thơ và anh Hoàng Mập đây, thì là cái phương pháp mà chúng ta sử dụng là hút mỡ. Thì đây là cái phương pháp mà cả thế giới đang sử dụng, không phải riêng như Việt Nam chúng ta đi sau thế giới này sử dụng cái phương pháp này cách đây khoảng vài chục năm rồi, 40-50 năm rồi. Và chúng ta gần đây thì chúng ta áp dụng cái phương pháp này tại Việt Nam thì nó cũng rất là thành công.
Và nếu mà nói về nhẹ nhàng thì mức độ của nó so với tất cả những cái loại có sử dụng phẫu thuật thì nó cũng rất nhẹ nhàng, bởi vì đây là phương pháp hoàn toàn không sử dụng phẫu thuật. Chúng ta chỉ cần đưa kim vào để lấy cái lượng mỡ thừa ra thôi. Sau khi lấy mỡ thừa ra thì trên cái da chúng ta nó có thể có một vài cái lỗ kim. Những cái lỗ kim đó nó sẽ biến mất sau khoảng vài tháng. Dạ nhưng mà nhưng mình đã nói bác sĩ nói là khoảng 8 lít mỡ, nhưng mà em thì khoảng bao nhiêu lít mỡ? Này mà hút toàn thân ảnh thì được nhiêu lít? Sở dĩ mà mình nói 8 lít mỡ đó là bởi vì nhìn cái dáng của Hoàng Mập đó thì nghĩ ngay đến con số 8. Số 8 nó nhỏ trên mà lớn ở dưới. Cho nên nhưng mà thực tế là như vậy. Là có những cái trường hợp là chúng ta có thể lấy ra tới 8 lít 10 lít. Nhưng mà thí dụ cái lần lấy mỡ một lần vậy rồi bao lâu mình mới lấy lần thứ hai? Thông thường đó thì trong một lần lấy mỡ đó thì các bác sĩ thẩm mỹ cố gắng sẽ lấy một cái lượng nhiều nhất có thể cho phép, và người ta cố gắng là không có lặp lại lần thứ hai. Dạ bác sĩ ơi, nhưng mà chắc phải nhờ bác sĩ tả rõ để cho em hình dung đi. Nói là hút mỡ rồi bây giờ sao bác, mình cứ đâm cây kim vô chỗ nào rồi mình hút bác? Thì anh Thơ cũng như Hoàng biết đó, là cái mỡ trong cái cơ thể chúng ta đó nó ở dạng đặc. Dạng đặc mà chúng ta không phải tự nhiên đưa kim vô. Nếu mà nói vậy đơn giản quá, đưa kim vô rồi rút kéo cái silen ra thì cái mỡ nó theo rồi ra, thì nó không phải như vậy. Là cái này đó nó cũng phải có chuyên môn. Trước khi mà chúng ta lấy được cái mỡ này ra đó thì chúng ta phải làm loãng đó. Thì người ta dùng một cái dung dịch nó gọi là tumescent. Tumescent này nó là cái dịch truyền, tức là cái nước biển mà chúng ta hay truyền vô tĩnh mạch đó. Và trộn lẫn với một số cái thuốc khác để cái mục tiêu là chúng ta làm loãng cái mỡ ra. Và trong quá trình làm lấy mỡ ra đó thì hạn chế với cái vấn đề là có chảy máu, có tiêu thoát hồng cầu. Khi làm loãng ra vậy rồi đó thì cái công việc còn lại rất là đơn giản, chúng ta chỉ lấy mỡ ra thôi. Lấy làm sao cho cái vùng lấy mỡ chúng ta sau đó ra lấy ra nó đều đặn, không có chỗ lấy quá nhiều, có chỗ lấy quá ít. Cái điều đó là cái cũng là một cái quan trọng trong thẩm mỹ, là bởi vì nếu mà chúng ta lấy mà nó không đều á thì sau này sau khi lấy ra xong á thì nó hơi gù ghề. Thay vì cái bụng đàn ông á thì nó có 6 múi hay 8 múi gì đó, thì mình nếu mà chúng ta lấy không đều thì nó có phải khoảng 10 tới mười mấy múi. Thì nó cũng không đẹp. Do đó thì chúng ta cái quan trọng của một bác sĩ thẩm mỹ đó là cần phải có một cái ước lượng trong khi chúng ta thực hiện cái việc lấy mỡ. Bác sĩ, em nghe bác sĩ nói rút được lần 8 lít mỡ là em mừng lắm. Ví dụ bụng em nào mà rút được 8 lít mỡ thì chắc chắn nó sẽ teo vô, nó sẽ nhỏ đi, thì cái da của em nó chạy đi đâu? Cái câu hỏi rất là hay, câu hỏi này được rất nhiều người quan tâm, nhất là những người mà có bụng lớn. Thì như thế này, trong cái việc mà chúng ta dư mỡ thì nó có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là bụng to mà không có dư da. Không có dư da là chúng ta nhìn cái bụng nó giống như hình tan trống, giống như cái trống, cái bên hông của cái trống vậy đó. Trường hợp có dư da là một cái trường hợp khác, tức là nó cũng bầu như thế này nhưng mà nó gập xuống và chúng ta có thể bắt được cái chỗ, nắm được cái chỗ gập đó. Và nếu mà chúng ta mặc cái quần sọt thì cái phần da dư này nó đè lên cái lưng quần. Bác sĩ ơi, em bị dư da rồi, chắc luôn nè, em nắm tay được à? Nếu như nó hình tan trống, tức là dư mỡ mà không dư da, thì đây là trường hợp lý tưởng cho chúng ta hút mỡ. Là bởi vì đây là những trường hợp mà khi mà chúng ta lấy mỡ xong đó thì cái da nó sẽ tự động nó co lại. Tuy nhiên đối với trường hợp mà nó bị dư da gập xuống như thế này thì cái vấn đề co da này đó nó hạn chế và nó kém hơn. Những cái trường hợp này thì khi mà chúng ta có thể có một cái biện pháp giải quyết khác là chúng ta làm cái phẫu thuật căng da bụng. Và mỗi trường hợp như vậy đó thì bác sĩ của bạn nếu mà đến tư vấn đó, thì người ta sẽ hướng dẫn cho mình nếu làm theo cách này thì kết quả làm sao và làm theo cách này kết quả làm sao. Khi đó thì chúng ta sẽ có cái suy nghĩ để chúng ta chọn lựa cái phương án tốt nhất. Vậy thưa bác sĩ, vậy nếu như mà khi chúng ta sử dụng cái phương pháp hút mỡ thì là cái chế độ mà chúng ta chăm sóc sau khi mà hút mỡ xong thì nó có phức tạp hay không, và đặc biệt là làm như thế nào để duy trì cái kết quả nữa chứ vừa hút mỡ xong cái như anh Hoàng Mập đây ăn vô cái mấy ngày sau tăng lại cũng vậy à? Đầu là mấy ngày mà tăng 8 kg, ít nhất phải mấy tháng là được 8 kg. Tăng cân cũng cực khổ lắm đó. Thật ra thì nó như vậy, nó hút mỡ nếu mà so sánh với cái trường hợp căng da bụng á thì là một cái
một trời một vực, tức là nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Yeah. À, một người hút mỡ xong, đối với những cái trường hợp trung bình, à, lấy khoảng chừng 2 lít mỡ hoặc là 3 lít mỡ gì đó, à, sau khi lấy ra xong, thì chẳng những cái quá trình lấy mỡ ra hoàn toàn không có đau, không có gì cả, yeah, tỉnh táo bình thường, à, mà sau khi lấy mỡ xong thì cái người đó có thể lên xe hai bánh và tự đi về nhà một mình. À. Thì người ta có thể trở lại với cái cuộc sống sinh hoạt ngay sau khi làm. À, tất nhiên là nếu như chúng ta có thời gian nghỉ dưỡng thì cái điều đó quá tốt. Yeah. À, còn nếu không có thời gian nghỉ dưỡng thì cũng không có cái gì đặc biệt. Ngược lại, với cái hút mỡ là cái trường hợp mà dư da quá nhiều phải căng da đó, thì đó là một cái phẫu thuật lớn, rất lớn. Sau cái phẫu thuật đó, đó thì cần cái thời gian nghỉ dưỡng ít nhất là 4-5 ngày. Nhưng mà sau đó thì mình ăn uống sao bác sĩ? Mình ăn kiêng không hay mình ăn xả láng lại? Đây là cái câu hỏi cũng chắc là không trả lời cho, chắc là Hoàng với anh Thư biết rồi. Bất cứ một cái người nào, dù cho có trước đó có hút mỡ hay không hút mỡ ha, thì cái chế độ ăn đó, nó cũng quan trọng đóng góp cho cái phần tăng ký của mình. Thì có nhiều người cũng hỏi là bác sĩ, sau khi em hút mỡ xong á thì nó có tái lại hay không? Thì có với cái trường hợp là sau khi hút mỡ xong, bạn ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, ăn tối, ăn khuya mà bạn không có một cái chế độ tập luyện gì cả thì nó sẽ tái lại. Còn có câu trả lời là không, hút mỡ xong nó sẽ không có tái lại, với điều kiện là mình tiết chế chế độ ăn cho tốt, có chế độ sinh hoạt tốt. Dạ, thưa bác sĩ, vậy bây giờ cho em hỏi một câu cuối cùng nữa thôi. Có một số cái trường hợp chẳng hạn như là cái thể trạng người đó là rất là dễ tích tụ mỡ thừa. Vậy thì nếu như cái suy nghĩ là thôi kệ, cứ nửa năm đi hút mỡ một lần, thì cái suy nghĩ này là nó có hợp lý không ạ? Cái câu hỏi của anh Thơ đó thì thật ra nó cũng có những cái trường hợp cụ thể như vậy. Yeah. Tức là có những cái cô trẻ thôi, thì năm ngoái có gặp một cái người trẻ, yeah, tầm hai mấy ba mươi thôi, nói là bây giờ em đi hút mỡ. Yeah. Nhưng mà thật sự nói thật với bác sĩ là em ăn phở đó thì em phải nói với cái tiệm phở là phải cho nhiều nước béo vô thì em ăn em mới thấy ngon. Như vậy thì sau khi hút mỡ xong mình mới hỏi là sao hút mỡ em có ăn nữa. Thực sự nói với bác sĩ là em không thể không ăn như vậy được. Tại vì em quen rồi. Em quen rồi và em vẫn phải ăn như vậy. Thì vậy thì sau này em cũng phải hút mỡ nữa. Thì cái điều đó em cũng phải đi thôi. Và em chấp nhận cái chuyện đó. Nhưng mà với góc độ chuyên môn của một bác sĩ thì bác sĩ thấy cái việc là đi hút mỡ quá nhiều lần như vậy thì có ảnh hưởng gì mặt sức khỏe của chúng ta không ạ? Đương nhiên là không tốt. Yeah. Đương nhiên là không tốt. Chúng ta không nên lạm dụng những cái kỹ thuật quá nhiều. Yeah. Thực ra thì sau khi hút mỡ lần đầu mà bạn đi hút mỡ lần thứ hai thì cái người thực hiện lần thứ hai đó họ cũng cảm thấy là khó khăn rồi đó. Yeah. Khó khăn bởi vì tất cả những cái thủ thuật và phẫu thuật khi bạn làm lần thứ hai thì lúc nào cũng khó hơn lần đầu hết. Bởi vậy cho nên trong cái phẫu thuật thẩm mỹ mà phẫu thuật lần thứ hai tức là phẫu thuật sửa lại đó, yeah, thì thường thường các bạn phải tốn nhiều chi phí hơn, là lý do như vậy. Nó khó khăn hơn là bởi vì nó cái cấu trúc của nó bên trong nó đã ít nhiều nó xáo trộn rồi, nó không còn nguyên vẹn nữa. Yeah. Và như vậy cái người làm lần thứ hai đó là phải là những người rất cẩn thận. Yeah. Do đó thì chúng ta cái việc lạm dụng là không tốt. Yeah. Thấy chưa, chỉ làm lần thôi đó, đừng nói 6 tháng định kỳ rút lại nha. Và ngày hôm nay thì cảm ơn bác sĩ Vương Khánh Long rất là nhiều khi mà đã dành thời gian để đến với chương trình và cũng đã cho khán giả, cho anh Thơ và đặc biệt là anh Hoàng Mập có rất là nhiều những cái thông tin hữu ích liên quan đến việc là làm sao để mà có thể kiểm soát cái cân nặng của mình, và đặc biệt nữa đó là những cái kiến thức liên quan đến việc hút mỡ không cần phẫu thuật. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Hoàng cũng cảm ơn bác sĩ, nhờ bác sĩ mà Hoàng biết thế nào là rút mỡ. Xin cảm ơn Hoàng Mập và xin cảm ơn anh Thơ, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Thưa quý vị và các bạn, đến với bất kỳ một chương trình Hôm Nay Ta Đẹp nào thì anh Thơ cũng đều mang đến cho quý vị những cơ hội được trải nghiệm những phương pháp làm đẹp mới nhất hiện nay với một mức giá ưu đãi. Kỳ này sẽ là thông tin khuyến mãi đến từ Viện Phẫu thuật Thẩm mỹ Bác sĩ Long, giảm ngay 10% cho khán giả của Hôm Nay Ta Đẹp đến để làm ốm bằng phương pháp hút mỡ. Chương trình sẽ kéo dài đến hết tháng 9 năm 2013. Quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội lớn này nhé. Và nếu như còn bất cứ một thắc mắc nào liên quan đến những chương trình khuyến mãi hay là liên quan đến những phương pháp làm đẹp thì quý vị hãy đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 0902 725 525 hoặc là truy cập vào trang web homnaytadep.com.